Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7.5 nhé anh em. Rồi, khởi đầu là một lõi công nghệ kim cương. Mình đã lựa chọn cái tiến hóa tự nhiên. Bây giờ thì chúng ta không thể nào mà úp cấp được nữa. Rồi, thay vào đấy thì sau mỗi round chúng ta sẽ có được 5 kinh nghiệm. Rồi, hiện tại là mình đang chơi ở server PDE. Thì ở server PDE này thì nó đã cập nhật một cái phiên bản, đó chính là 12.22. Thì có một cái update rất là khủng, đó chính là 2 khu rồng thiêng trong cùng một trận đấu. Đấy, nghe có vẻ cái dạng khá là hấp dẫn phải không anh em? Thường thì anh em chơi thì mỗi trận đấu thì chỉ có một khu rồng thiêng mà thôi. Nhưng bây giờ sau khi mà được update phiên bản cuối cùng thì mình nghĩ là 2 khu rồng thiêng của một trận đấu sẽ rất là thú vị đây. Không khéo là tri ân cuối mùa ấy, mà kiểu sắp ra mùa 8 đến nơi rồi. Khi nào mà có thông tin về mùa 8 cũng như là khi nào mà ra mắt mùa 8 thì mình sẽ trải nghiệm đầu tiên cho anh em xem. Cho nên là đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bật thêm quả chuông. Mỗi khi mà mình có những cái tin tức gì, thông báo gì thì sẽ update cho anh em những cái có thể nha. Rồi, quay trở lại với trận đấu. Theo anh em thì cái lõi tiến hóa tự nhiên này chúng ta nên chơi đội hình gì thì nó hợp lý nhất. Mà level 4 ra tận 2 thanh niên Olaf, kẹp thêm cả Zone thế này không biết là có nên xoay bài hay không đây. Tại vì đang có nhiều Nidalee quá này. Chúng ta có 6 con Nidalee rồi. Với căn bản thì cái lõi tiến hóa tự nhiên này anh em cần phải roll nhiều một chút. Kế tục quỷ giữ, để giữ máu cho đội hình ấy. Tại vì chúng ta không úp tóc được. Rồi, Vương Miện Pháp Sư. Uầy, cách xa 2 ạ. Cách xa 2 thì ông này làm bá chủ võ lâm ở những vòng đầu tiên này rồi. Lại còn có thêm cả Pháp Sư và Thủy Long. Ngay một khởi đầu đúng kiểu trong mơ luôn. Nhưng mà mình có 2 thanh niên Nidalee nha. Không đùa được với Nidalee mèo méo mèo đâu. Kẹp thêm con Gra thì những cái con Nidalee của chúng ta được tăng rất là nhiều máu. Búp thêm hóa hình. Salat, Rengar, Braum, Kama. Không có gì để có thể bắt được cả. Mình đang cần một con Thượng Long để chúng ta có thể hack tiền đấy. Đợi mãi trả ra, chắc là mình cũng sẽ phải roll thôi. Theo anh em muốn nên roll không? Roll ở những thời điểm này thì mình nghĩ là cũng hơi nguy hiểm đấy. Nhưng chắc là cũng cần phải roll đấy. Scanner này, ok, vậy là chúng ta đã có được 3 Thủy Long rồi. Cần phải thay Lux vào đây. Như thế này thì đội hình sẽ bị yếu hơn. Nhưng mà đổi lại thì sau mỗi vòng chúng ta sẽ có được một cái lượng tiền nho nhỏ. Kim Long. Mẹ, Vương Miện Kim Long luôn này. Và này thì có thêm một cột mốc Kim Long thay vì ấn. Con gấu này thì có vẻ khá chiến. Thua rồi các bạn ơi, gấu này nó cào đau quá. Ông này level 5 luôn. Trái đê. Không sao. Để xem đi chợ chúng ta sẽ nhặt được trang bị gì nào. Rồi chắc là mình sẽ cần những cái trang bị hồi máu dành cho Nidalee. Như là một cái huyết kiếm hoặc là một cái bàn tay công lý. Bàn tay công lý thì đã bị mất rồi. BF hay là kháng phép. Chỉ còn lại một cái kháng phép thôi. Mình sẽ lấy luôn kháng phép nha anh em nhé. Ok, Olaf các kiểu đây thì tôi cũng chê luôn. Vì Nidalee gánh team không biết là có ổn áp hay không. Thêm một con Nidalee này nữa. Nidalee, Scanner. Có vẻ nãy giờ mình roll hơi nhiều. Chúng ta cũng cần phải tích tiền cái đã. Chứ roll mà cắt nước như thế này thì sẽ rất là nguy hiểm. Mình tính là roll all in đến khi nào mà có được Nidalee 3 cho nó gánh team thì thôi á. Nhưng mà thế thì mạo hiểm quá. Quá mạo hiểm. Khế ước quỷ dữ, tiêu dùng thông minh. Bọn này thì chắc là cứ roll và lại lên cấp thoải mái. Nó cho mình được 3 Thượng Long cũng như là đã lắp một cái túi tượng thạch giáp dành cho thanh niên Malphite rồi. Khá khỏe. Nhưng mà công nhận với anh em là con Nidalee này cào ác thật. Không giữ một con thì có hai con cơ. Đấy, mong sẽ lên được daily 3 sao sớm hơn một chút. Skarner 2, con gì đây? Chúng ta có Vladimir Gna 2 sao, ok, tạm dừng ở đây đã. Roll cây nữa ra con gì đấy thì anh em mình lại tốn khá cái lượng tiền. Ở đây khế ước thì có Irat sớm này. Cotton Tick, trang bị ánh sáng là cái khăn giải thuật VIP. Ai đây? Icon à? Không phải, đó chính là 8x4 X7G2A F5 5F. Độ hình... Uầy, lắp đồ luôn à? Cháy thế. Chúng ta chỉ có 10 tiền từ việc gọi là búp thêm sức mạnh dành cho cái quyền trượng là kim này thôi. Nhìn gấu này cao thốn thật anh em ạ. Cái quyền trượng là kim này nó tăng rất là nhiều phép. Ok, well, không sao. Sau vòng 2 thì chúng ta mất đi 10 máu và hiện tại đang đứng ở vị trí top 2. Ok, tự dưng lên level 6 luôn, đúng là tiến hóa tự nhiên. 25% ra được những vị tướng 1 tiền, 40% ra được những vị tướng 2 tiền. Mong là những cái quà của Thượng Long nó sẽ ra cho mình yearly để có thể tiết kiệm tiền hơn. Còn không thì chúng ta cũng sẽ phải sử dụng tiền để có thể roll thôi. Khởi đầu là một lõi kim cương. Theo anh em lõi thứ hai là lõi gì? Ở vòng 2.7 thì chúng ta vẫn có được cái đánh quái này nhá. Khu đồng thiên thì nó sẽ xuất hiện ở vòng 3.7 và 4.7. Ta làm Vladimir này. Racing King. Rồi, Virus Gardner. Vậy là mình đã có đủ được 5 thượng long rồi. Salad thì hiện tại chắc là cũng không cần thiết lắm. Bán con này đi. Đây, 5 thượng long và 2 hóa hình. Bán con này đi. Round này mà thắng nữa thì ngon, còn thua thì nó cũng không mất mát gì nhiều. Lên level 7 thì mình sẽ kẹp thêm thanh niên Salad này vào để chúng ta có thể lấy thêm pháp sư và đấu sĩ nha. Làm nòng 3 đến từ vị trí của Lincoln. Còn đây thì đã có cho mình một cái trang bị giáp lửa dành cho set đại ca. Nhìn qua thì đội hình hơi nhiều 1 sao cho nên là chắc mình vẫn có thể bắt nạt được. Racing King. Ok, kiểu khởi đầu với Thượng Long thì chúng ta có nhiều tiền đánh rất là thích. Mình có thể bán đi Salad với cả Vladimir để tích lên 10. Nhưng mà mình nghĩ là nên giữ lại. Rồi, lõi gì đây nào? 3.2. Uầy, tiếp tới trang bị đầy đủ và tuyển nhân sự. Mình nghĩ là trang bị đầy đủ thì nó sẽ có được thêm một trang bị ngẫu nhiên nữa. Vậy là chúng ta chỉ cần 3 trang bị đồ lẻ thì sẽ có được thêm một trang bị lớn. 2 trang bị thành phần ngẫu nhiên, lấy luôn đi. Để xem nào. Đây, chúng ta sẽ lắp một cái bàn tay công lý. Thú thần đánh giáp à? Cái này thì chắc là chưa cần lắm. Nearly của chúng ta sẽ được có một trang bị lớn thêm nhé anh em. Tạm thời tự bán 2 con này đi. Vẫn chưa ra thêm một con Nearly nào nữa cả. Từ từ thôi. Idas này, Vladimir. Ai đời. Ôi giời ơi, lại gặp nhà pháp sư này rồi. Nhưng mà ông này đã tích kiểu nhiều tiền dành cho cái xa ấy. Nó bắn rất là đau, tỉa đau lắm. Đồ random thì lại ra cái máy chiếu. Mà máy chiếu lại ở bên này. Phê quá. Uầy, xì phát chết luôn con Nearly của mình. Phải thôi đậm. Nhìn chung thì lợi kim cương cho nên là anh em đập đá nhau rất là ác. Cách máu ghê lắm. Ông nào mà xanh thì đúng kiểu xanh hơn cả dao luôn. Một cái gậy nữa à? Gậy nữa thì cũng chưa lắp được cái gì cả. Một nỏ sét. chắc là cũng không thực sự cần thiết lắm. Đợi một chút mình đi chợ về lấy thêm trang bị phòng thủ nha anh em. Bóng top 1 nãy giờ chưa ai đánh bại được luôn à? À, anh em chơi ác vậy. Đây mình gặp luôn top 1 Lexin 2, Gấu 2, lại còn Nunu 2 nữa. Kim Long lại còn quà chơi cho. À, đúng kiểu tiền rơi vào đầu mà. Đợt này thì đầu random ra trong bị vút bẫy. Chắc là mình cũng sẽ bị thua thôi. Gấu này ác lắm. Mình có gác được thêm một vài những thành viên của team bạn thì sẽ đỡ hơn. Chói đi. Ui giời ơi, không kịp chói mà lại còn cho Volibear của team bạn 2 tiền nữa. Đau đớn. Quá đau đớn. Toàn làm giàu cho kẻ địch thôi. Ở phía đi trận lần này thì có con Gravet cầm cung gỗ khá là xịn. Anh em có thể lấy đi chợ về lấy về và chơi luôn. Mình sẽ lấy một cái kháng phép này không nhờ, một cái bút rồng đi, nhiều anh em chơi phép quá. Đậm luôn nhá. Cái này thì chắc là mình sẽ lắp một cái bút rồng và thêm một cái giáp, sau đó thì nó sẽ ra một cái trang bị random ngẫu nhiên. Hợp lý. Trang bị đầy đủ. Ồ, nãy giờ không ra thêm con Yeli nào nhở? Đùa tôi à? Ok, Lux này, Virus và Lux. Mình sẽ roll thêm một chút đi. Vladimir. Ồ, Yeli và Virus. Mình sẽ phải bán con nào đi đây ta? Rất ghét cái cảm giác mà bị cắn nó như thế này. Mình sẽ bán con này đi. Virus thì thực sự là chúng ta cũng không có nhiều trang bị cho nó, cho nên là cũng chưa lắp đồ cho nó đâu, chưa cần thiết lên 3 đâu. Oh, random ra phong kiếm, vậy là chúng ta hất tung được con Ezreal rồi. Bạn này thì cũng có ổ 3 xạ tiễn, có 2 sách trợn ẩn nhưng mà vẫn chưa mở, chắc là để dành đây. Nhưng mình thì mình sẽ mở ngay để chúng ta có thể tối ưu về cái độ hình á, búp được sức mạnh và dưỡng máu luôn. Chứ anh em mà cứ chờ đợi thì mình nghĩ là cũng không hay lắm. Kiểu anh em mình mở sách ra và chốt bài luôn đấy, thế cho nó an toàn. Bây giờ một chút nó mở sách thì anh em sẽ bị một cái khoảng thời gian nó hơi bị cả cuống, đúng không nào? Cả cuống vãi ra ấy. 10 tiền. Vậy là chúng ta đã lên được level 7. Chắc là mình sẽ sử dụng 2 con Nearly đi. Một cái gang, chắc mình sẽ lắp một cái gang bột thạch và một cái gậy dành cho lắc như thế này. Gna, Design, Lacy. Máy nhìn đồi thông này, 4 đồi thông luôn. Đùa. Đồi thông này cậu đi chặt heo luôn. Chuyển sang bên này đi. Ông nào có con Son nhìn khiếp vãi. Ông này à? Ông này thì có Design. Đề dài cũng có quyền trượt giả kim rất mạnh. Kho thần tích này. Chuẩn bị đến vòng 3.7 chúng ta sẽ có được một khu rồng thiêng nhé anh em nhé. Uầy, Huyễn Long phiên bản song đấu sẽ có rất là nhiều tốc đánh, khá mạnh đây. À, quạt chết hết luôn à? Ảo diệu thực sự. À, đúng ảo luôn anh em. Team của mình đánh cả ngày cũng không thể nào mà kết liễu được con Idas. Rồi, khu đồng thiêng. Ôi trời ơi, trang bị ánh sáng ạ. Có báo cho tự thần long. Cái này thì chắc là mình không lấy được rồi. Áo choàng khủng đông này thì cũng không phù hợp cho những cái tướng carry của chúng ta. Hiệu triệu đạo, thông đạo VIP à? Mình sẽ lấy cái này luôn nhé, tại vì đang thiếu những trang bị phòng thủ. Cái này lấy được luôn rồi đấy. 500 ma thuật chút nữa thì chúng ta có thể hút trang bị của Nearly sang cho Virus. Nếu như mà Nearly không làm tốt thì mình nghĩ là Virus sẽ là một cái sự lựa chọn backup. May muốn lắp cái nước mắt để có thể hack thêm trang bị ghê ấy. À, Nearly đâu? Đùa tao à? Siphon Yasuo level 7. À, đào não thực sự luôn ạ. 11 tiền từ việc lợi tức. Bỏ qua khu ăn sói sát thủ. Đổi lại thì chúng ta có khu Rồng Thiêm. Rồi bạn này thì có Ao Xin phiên bản pháp sư. Má nhìn khiếp thế. Ao Xin pháp sư lại có quyền trượng giả kim này nữa. Mà nó khè 2 lần thế thì thằng nào mới chịu nổi anh em nhỉ. 1 lần thì đã gọi là mệt rồi. May là mình đã chuẩn bị một cái vút rồng ở đây. Vã đi Gna. Hay quá. Màn solo giữa Gna và Jax. Oh, có né rồi. Wow. Mình chắc là thông đạo của chúng ta sẽ làm được. Hay quá. Trừ 2 máu à, một thông đạo. Tếu thực sự. Lõi gì đây? Uầy, linh hồn hóa hình, túi đầu rep và cái ghép siêu công nghệ. 250 máu và 25 sức mạnh công kích. Mình nghĩ là quá phù hợp với cái đội hình của chúng ta khi mà có nhiều trang bị như thế này. Hợp lý luôn đi anh em nhờ. Giòn luôn đi. Virus này. Mà tôi đã dành rất là nhiều tiền để có thể tìm con Nidalee mà không thấy anh em ơi. Bị nó lừa rồi. Má đặt niềm tin cho nó mà nó lừa mình mất rồi. Buồn thực sự. Này là ma cái thế Nidalee ơi, đùa tao à. À, chắc là phải thay đổi trang bị cho virus thật rồi. Bây giờ thì Nidalee hay là virus thì cái bây giờ cũng chỉ có gọi là 2 con đều 8 hết rồi. Con nào lên trước là mình sẽ cho bị bãi cả đài. Ôi, nhanh tay lại mắt, bạn này đã bắt được rất là nhiều rồng rồi. Wow, người hên thế. Nhanh tay lại mắt ở level 8 luôn ạ. Mà đang kiểu thực sự giàu. Bắt tầm 8 con rồng ở hàng chờ thế kia thì ông bị chơi mình đi chứ còn gì nữa. Má chịu luôn ạ. Thánh hên. Kim Long thì mình nghĩ là tích tiền phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng bọn này là có quả trời cho mà. Đó, công nghệ thứ 2. Quá hợp lý. Ây ơi, mãi mới lên được Nidalee 3. Khổ. Mình thì bây giờ không tài nào up cấp được nữa. Phải roll thôi. Roll hoặc là die. 20 tiền. Mà phải rớt đầu. Càng thế nhở. Quyền trượng tinh thần luôn đi anh em ơi. Giữ máu nữa nào. Mình biết là bây giờ có một trang bị cho Scanner thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà phải từ từ đã. Hoặc là cho những cái vị tướng khác cầm cái ghép siêu công nghệ. Nhưng cứ ưu tiên những cái trang bị đồ lớn trước nha anh em nhé. Vãi cả nồi Nidalee nó vào một phát. Thế là thằng Senna nó cho một cú hẹo luôn anh em ạ. Quá đau đầu thực sự. Bạn này cũng nhanh lại mắt nhưng mà ở vòng 3.7 à 3.2. Trời ơi, thất bại rồi. Một bạn lấy khế quỷ dữ bây giờ đã phải tạm dừng cuộc chơi rồi. Chúng ta có Yasuo và Yui. Mình sẽ lấy một cái máy chiếu nha anh em nhé. Bắt buộc phải lấy một cái máy chiếu. Đây, ra. Tuy lấy virus và lên 3 luôn rồi nhưng mà tôi thấy là nhiều anh em chơi Aurelion Sol là 1, 2 là chơi Austin. 2 con đấy thì nó cần rất là nhiều mana cho nên là chúng ta chiều nó thì nó lại tốn nhiều thời gian để có thể tích cái lượng mana hơn. Bắt buộc thôi. Hút đồ ra sang nha anh em ơi. Nidalee này nó khổ báo quá. Không chơi được. Và đất 3 nào. Cái này thì lắp vào tròn tĩnh lặng nhé. Đây chuyển sang bên này có gì chiếu thanh niên để dài. Dây C. Bằng cái này đi. Đấy, ví dụ như trường hợp này chúng ta lại chiếu được con Ao Xin này rồi. Ao Xin bây giờ mana của nó là 200 cơ. Quá lâu. Như vậy thì cũng đã cầu giết được rất nhiều. Như đi bây giờ cho cái tanker đi. Nãy cho làm bên nhân vật chính mà nó phế quá. Ui, mẹ hồi máu, đánh được bao nhiêu hồi máu là bấy nhiêu. Chúng ta vẫn còn Gana nha. Anh em đặt niềm tin ở Gana cho mình đi. Có vuốt rồng mà. Mày Nix. Thấy chưa? Gana hơi bị chất lượng đây. Scanner Virus. Một kháng phép, ok. Lấy thêm một trang bị đồ lớn nào. Trang bị có kho báu khu rồng thứ 2. Lux vẫn chưa lên 3 này. Má, lâu thế. Mình sẽ bán con Scanner đi nhá. Hay bán xây ra ta. Bán xây ra đi. Chưa chắc là đã kẹp được xây ra đâu. JC2, ok. Mình sẽ bán con Gana và cho JC vào. Những cú bổ của JC thì nó sẽ có được khả năng hồi máu hơn. Chiều hơi lành một chút. Xả tiễn để dài luôn à. Mà kiểu ông thần tốc độ đánh. Ui mẹ nó quạt kìa. Hay quá. Lắc của chúng ta trói được. Rồi không báo đồng thiên thứ 2 nào. Đúng là tri ân cuối mùa. Để xem là có trang bị ánh sáng thêm nữa hay không. Hay là chúng ta lại có được những trang bị đồ chất lượng hơn. Rồi huyễn mang thần long. Hỗn mang thần long. Sorry anh em. Cuồng đao, găng đạo tặc và búa rèn ma thuật. Cái này mình có thể lấy luôn được nhá anh em nhá. Úi trời, toàn những trang bị xịn. Với cả chúng ta cũng không còn nhiều sự lựa chọn khi mà chỉ còn lại có 10 tiền ở đây thôi. Vladimir Salat. Cái này cho Nearly hợp lý. Wow. Tướng nào cũng có trang bị mà con nào cũng có 3 đồ luôn anh em ơi. Phê vãi. Level 8 là mình sẽ kẹp thêm Twig để chúng ta có thể lấy thêm xạ tiễn và bang hội. Salad à? Salad 2 nhưng mà tôi đang cần con Virus 3 lắm anh em ạ. Cần Virus 3 cho nó gánh team. Bây giờ mà không có Virus 3 là hơi bị thua thiệt đối với anh em đấy. Round sau chúng ta lên cấp được rồi. Khốn đốn thế. Bạn này chiếu bạn này đi. Một là Aurelion Soul, hai là chúng ta chiếu được con đấy. Lại gặp Senna, đúng số nhỏ luôn. Các bạn là chúng ta cũng không thể nào mà biết trước được gặp ai hay là gặp ai đâu. Phải có dự đoán theo tỷ lệ thôi. Hên xui. Vương miện pháo thủ. Senna đồ kiểu ông thần diệt rồng. Các bạn này có nhiều pháo thủ khi mà có được măm pháo thủ đấy. Hay quá. Con này level 7 thôi. Mình tiến hóa tự nhiên nên mà đã level 8 rồi đây này. Bùm. Con gì nào? Ok, Virus 3. Quá tuyệt vời. Kẹp chuột vào thôi. Giờ thì chỉ có mỗi chuột là không có trang bị. Đỡ xây ra và chuột thì mình nghĩ chuột ngon hơn. Tuy là xây ra nhiều tiền hơn nhưng mà chuột bang hội mà. Rất là nhiều chuột team. Xin nữa. Toàn những nhà chơi đồng thôi. Mình sẽ chiếu con đề dài nhá. Đổi vị trí rồi. Nhanh nhạy đấy. Bạn này thì Kim Long kiểu rất kinh khủng. Còn Aurelion Soul kia mà mình không kiểu bắt nhiều chút bạn này lên được Soul 2 thì mệt lắm anh em ạ. Căn bản là chúng ta có đội hình nhiều trang bị với cả nhiều máu. Tại vì có cái sư công nghệ 3. Xoay sang ra du xạ tiễn luôn. Ghê gớm này. Lux 3 của tôi đâu? Dắp lửa à? Chắc là chỉ ném cho Nearly thôi. Kiểu Nearly nó bay vào những vị tướng đánh gần đấy. Cho nên là đặt tạm vào Nearly đi. Những trang bị còn lại thì mình sẽ ném cho chuột sau. Bạn này có phong kiếm, ra xua xạ tiễn, 2 sao để dai luôn. Bát 2, mà ông này kiểu xoay sang tứ long là bài đúng binh rồi đó. Ồ má, lại bị lệch rồi. Tham cái vẫn dính. Hơi tham cái tụ bão nhưng mà không sao. Lắp đồ đấy. Không lắp đồ đi luôn này. Kiếm súng hashtag thì không chịu lắp luôn. Bây giờ mới mở sách chọn ấn thì ra cái bạo lòng kia thì đã quá muộn rồi. Một sai lầm mình cho người chơi Broken Star. Bên cạnh đấy thì design phiên bản 2 trang bị ánh sáng. Chiên cuối mùa rồi. Aurelion Zone. À không, đây là Austin ạ. Một mình Austin cũng không thể nào mà đánh bại được những thanh niên rồng kia. Cô chơi đã chỉ còn lại 4 người thôi. Tiếp tục là máy chiếu và 3 loại đạo tặc. 3 loại đạo tặc thì hack thêm nhiều trang bị. Được thì mình sẽ lấy, còn không thì thôi. Lấy luôn cũng được nha anh em. Về trong chuột. Chuột chít. Mình đang khá là bốc cháy chứ bộ. Salad 2. Giờ thì mình rất khó để có thể lên được level 9 anh em ạ. Nó rất tốn nhiều thời gian. Thay vì đấy thì chắc là mình sẽ roll tìm con lắc 3 sao với cái salad 3. Zoe làm gì đâu. Salad này. Cũng chỉ còn 2 con nữa thôi. Daisy, ok. Cũng có thể nuôi được Daisy 3. Để vị trí này đi. Zoe 2 rồi kìa. Nhìn khiếp vãi. Này. Cũng Kim Long, Soraka 2, Zoe 2, Island 2, Desai 2. Desai lại 2 trang bị ánh sáng. Soraka này cứ bốc máu bên nghỉ luôn. Ông này chắc là tỷ lệ vào top rất cao. Nhưng mà virus của chúng ta bây giờ bắn rất khét rồi. Không phải là thằng Lily phế vật nữa. Nếu như mà có trang bị diệt khổng lồ thì virus sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bùm. Nhờn. Tiếp tục là một Yasuo. Ra rất là nhiều Yasuo nha. Một cung gỗ. Mình sẽ đèn xem là được cái gì. Rồi lắp luôn. What? Ủa? Sao không lắp được đồ? Đùa tao à? Thằng này nó chê rồi anh em ạ. Bán mẹ mày đi bây giờ. Ghét. Chuyển sang bên này chiếu phát. Ui ông này nó chê đầu gì luôn. Giận à? Ai, mình không chọn đến 3 sao nó giận hay sao ấy. Đấy, không lắp được anh em ạ. Thực sự là mình cũng đang muốn tận dụng thêm một chút trang bị. Tại vì trong đấy thì cũng có tỷ lệ né nữa. Chiếu phát là ăn luôn này, thấy chưa anh em, thấy cái máy chiếu của mình lại hại không? Ao xin kiểu bất lực. Sau khi mà được sử dụng kỹ năng thì mình nghĩ đã quá muộn rồi. Đi. Scanner mình bực thế. Chê đồ. Gì đây? Cốc sức mạnh. Thủ tượng. Cái này cho JC cũng khá ngon. Cần một cái diệt khổng lồ cho virus ghê ra. Virus một cái diệt nữa thì nó bắn chắc là mới xin nhê được cái đám rồng kia. Không khá mệt. Đám ấy không thể nào mà lắp được anh em ạ. Đùa vãi. Trang bị đồ lẻ rõ ràng đúng không? Game dạo này hơi lỗ nha. Salad này, suýt quên. Bán thằng Scanner đi thì mình nghĩ rất khó để có thể lên được Scanner 2 sao ở thời điểm bây giờ. Level 8 rồi. Đây có một con này. Thôi thì tạm biệt đi. Ghét mình quá rồi đấy. Mình sẽ làm cái thông đạo VIP ở đây. Thủ tượng. Ok. Còn cái này thì không biết lắp cho nào. Người chiếu. Ok, lắc 3 sao rồi. Chuyển sang bên này chiếu đây. Chuyển sang Aosin rồi mà. Đây là con Aosin không có trang bị hồi mana. Aosin mà không có Sojin thì khá phê. Và nó lại có hai trang bị ánh sáng anh em ạ. Hai trang bị ánh sáng. Ghê gớm quá. Mình đâu có lại mình đâu. Mình mạnh mà. Bây giờ mình đâu phải là thượng lòng của ngày xưa nữa đâu anh em nhờ. Ui trời ơi. Gì thế nào. Một con virus. Bây giờ virus làm cho mèo gì đó. Lúc cần thì không ra. Salad đâu. Không có salad nữa nào. Không ra Auri liền xô luôn anh em ạ. Đây là salad 3 được. Cũng gỡ được tí. Mình sẽ lắp cốc sức mạnh này sang cho con Yali nhá. Nó búp đi. Chiếu bên này ấy. Chiếu không kiếm. Đây mình chỉ là bán sao thôi. Bán sao mình không lại nữa thôi. Hơi mệt đấy. Bạn này kiểu con Sol này nó ghê lắm anh em ạ. Sol với cả Aosin là hai con kiểu siêu mạnh. Bạn này chắc là chơi tứ long khá khủng hoảng rồi. Đương nhiên là những cái đội hình bình thường chắc là cũng hơi khó để có thể anh lại ăn lại cái đội hình tứ long. Hơi mệt với bạn này rồi. Thì xem bên này giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Áo choàng. Áo choàng. Khăn giải thuật. Check kế quá. Mình sẽ đổi lắc sang vị trí bên kia cho nó chói bên này. Nó chói. Bây giờ mình sẽ đổi con máy chiếu vậy. Dây C2 ok. Được không? Vãi cả nồi thay đổi vị trí đúng kiểu hack não nhau luôn anh em ạ. Đúng kiểu hack não nhau luôn. Giờ thì không chiếu được. Nãy chiếu được còn thua. Bây giờ không chiếu được thì chắc là thua đậm hơn. Bạn này vẫn còn 40 tiền nha anh em nhé. Về căn bản cái quyền trộn giải kim kia nó tích nhiều số lắm. Bạn này chắc là mạnh nhất server rồi. Ui trời ơi. Trong zone thần kiếm hashtag. Khó vai. Vuốt rồng à? Vuốt rồng mình có một cái rồi. Nên chắc là mình sẽ chơi quả phong kiếm cho thanh niên này bất ngờ. Tuy là có giết ở đây nhưng mà cần phải có phong kiếm. Thế này thua thì thôi chịu đây. Thôi vừa hất tung vừa chiếu cho anh em xem luôn. Còn thua nữa thì well. Chính sách là đội hình của bạn đấy quá mạnh rồi. Anh ta cũng chơi 3 JC. Đương nhiên thì con show này chắc chắn sẽ để ở ô địa long rồi. Chúng ta chỉ cần lắp phong kiếm sau là hợp lý. Ô thứ 3 như thế này. Rồi, vừa chiếu không kiếm nha. Đồ bây giờ hết chỗ lắp rồi đấy anh em ơi. Không là nó còn làm gì được nữa rồi. Ủa, má nào xuống nó khè cho một phát đúng kiểu đi ỉa hết luôn đấy. Vẫn có cơ hội. Bùm. Nạt bét đội hình. GG. Rồi gì nữa chúng ta cũng đã giành được vị trí top 2 và đã còn hết sức rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.